Xin kính chào các quý vị khán giả đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video ngày hôm nay, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với các quý cô bác, các anh chị và các bạn một mẫu thạch anh trắng nguyên bản nguyên zin tự nhiên. Đấy, một trụ rất là đẹp, độ trong của nó thì tương đối là tốt. Mọi người nhìn đây, đây các bạn nhìn thấu qua một trụ thạch anh trắng nguyên bản nguyên zin tự nhiên. Thạch anh trắng là một trong những cái dòng đá có cái nguồn năng lượng rất chi là tốt. Trong các dòng thạch anh thì thạch anh trắng chỉ đứng sau thạch anh tím và thạch anh đen về cái năng lượng. Rất chi là tuyệt vời. Một mẫu thạch anh trắng nguyên bản nguyên zin tự nhiên. Viên này có độ trong của nó thì rất chi là tốt luôn. Mọi người sẽ cảm nhận được khi mua về sẽ đẹp hơn người trong video nhiều. Da gương, mọi người nhìn cái cạnh da gương, các cạnh, tất cả các chóp cạnh này nó đều là nguyên bản tự nhiên hết. Chóp cạnh nó đều là nguyên bản tự nhiên 100%. Trông có cái dáng thiềm thừ rất chi là đẹp. Mẫu này thì có chiều cao này, nó là 16 cm. Và bề ngang ở điểm rộng nhất này nó là 12 cm. Và khối lượng đá của viên này nó tương đối là nặng, nó nặng 2 kg. Và hiện cái mẫu thạch anh này tôi đang giao lưu cùng với quý vị khán giả với giá là 900.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu, hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị có thể gọi điện hoặc nhắn tin trực tiếp qua Zalo số điện thoại này cho tôi. Cam kết sản phẩm là hàng thạch anh chuẩn thiên nhiên tự nhiên, chưa hề mài rũa, chưa hề có tác động của bàn tay con người. Quý vị nào yêu thích thì hãy gửi thông tin địa chỉ, tôi sẽ gửi bưu điện ship hàng đến tận nhà cho các quý vị. Nếu ai chuyển khoản trước thì sẽ ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc. Còn nếu quý vị không có điều kiện để chuyển khoản thì tôi sẽ nhờ bên bưu điện thu hộ. Và khi đó thì quý vị chịu giúp cái phí ship cho tôi. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các cái video mới nhất mà hàng ngày kênh của tôi sẽ giới thiệu các sản phẩm về đá phong thủy, đá đẹp tự nhiên đến với các quý vị. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.